Xin được chào mừng đại gia đình đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tín trên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như trên kênh hệ thống Zalo, Facebook và fanpage Nhà đất Hoàng Tín.vn. Buổi chiều ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tín xin gửi đến nhà hàng một cặp nhà phố được thiết kế có thang máy rất là đẹp, nằm trên trục đường Phạm Văn Chiêu thuộc phường 9 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền chính phía ngoài của cặp nhà mà hôm nay Nhà đất Hoàng Tín muốn giới thiệu đến nhà hàng. Cũng như cặp nhà này thì đang có diện tích từng căn là ngang 4m2 và chiều dài lên đến 18m và được cái chịu nhà đúc kiên cố một trệt một lửng và 4 lầu. Với công năng sử dụng của căn nhà mình thì sẽ có khoảng sân để xe gắn máy, gara để xe hơi, phòng khách, phòng bếp và mình sẽ có 5 phòng ngủ chính, một phòng tắm xông hơi và có bồn tắm nằm, cũng như là mình có tới 7 nhà vệ sinh. Phía trên thì mình sẽ có phòng thờ, phòng giặt và thân thượng trước sau. Hướng chính của cặp nhà này là hướng chính bắc thuộc mệnh Đông Tứ Trạch. Với cặp nhà này thì khách hàng vừa mua để ở và mở phòng công ty cũng như kinh doanh buôn bán. Với con đường thông ở phía trước căn nhà, giờ có một con đường thông rộng lên đến 6-7m, xe hơi xe tải là di chuyển qua lại rất là thuận tiện và rất là dễ dàng. Đây là con đường ở phía trước căn nhà, hai xe hơi xe tải tránh nhau rất là thoải mái. Và căn nhà mình cũng như là cặp nhà mình có thể di chuyển từ trục đường Lê Văn Thọ vào căn nhà của mình, cũng như là trục đường chính đường Phạm Văn Chiêu vào căn nhà của mình đều được. Với hai con đường và trục đường Nguyễn Văn Khối như là trục đường cây trâm cũ đều vào được căn nhà của mình rất là thuận tiện. Thì hôm nay Nhà đất Hoàng Tín xin chọn hai căn nhà này để giới thiệu đến nhà. Với hai căn nhà này thì được anh chị thiết kế bên ngoài ná giống nhau, bên trong thì sẽ khác nhau một chút. Với căn nhà phía bên ngoài này, bên tay phải thì được anh chị thiết kế là phòng khách ở phía sau và phòng bếp anh chị di chuyển lên phía bên trên tầng lửng. Và căn ở phía bên tay trái thì là anh chị thiết kế là phòng bếp ở phía bên dưới và phòng khách thì phía bên trên tầng lửng. Và hai căn đều được thiết kế có tầng lửng để gia đình có xe hơi mình để bên ngoài. Và phòng khách mình sẽ dời vào bên trong như thuận tiện để hàng mua ở và mở văn phòng công ty như kinh doanh buôn bán. Và mình cùng nhìn lại cái khu vực phía ngoài căn nhà để di chuyển vào khu vực bên trong. Thì phía ngoài mình sẽ có một bộ cửa 4 cánh được làm bằng sắt kiên cố và chắc chắn để bảo vệ cho căn nhà. Tiếp đến mình có thêm một cái bộ cửa cuốn ở bên trong với hai lớp cửa để bảo vệ cho căn nhà của mình. Và di chuyển vào bên trong mình sẽ có khoảng sân khoảng 2m phía ngoài mình để xe gắn máy. Cũng như bên trên cũng được anh chị lập mái che chắn rất là kỹ càng. Và di chuyển vào bên trong một chút là mình sẽ đến với khu vực không gian phòng khách dưới tầng trệt. Sẽ có thêm một bộ bàn, một bộ cửa 4 cánh được làm bằng nhôm sinh pha kính cường lực 10 ly với hai lớp cửa để bảo vệ cho căn nhà của mình. Và đây là khu vực không gian phòng khách dưới tầng trệt của căn nhà. Với sàn nhà mình được lót gạch đá bóng kính 80. Hai bên tường cũng được anh chị treo mình những bức tranh trang trí và dán ốp cho mình những cái mảng tường được làm bằng nhựa, hoa văn đá, hoa văn gỗ trang trí rất là đẹp và có đi hệ thống đèn LED, đèn chiếu sáng. Phía trên thì mình sẽ có một cái đèn đèn chùm. Và di chuyển vào bên trong mình sẽ có một cây Noel chuẩn bị đón Noel. Thì khu vực cầu thang căn nhà phía bên dưới cũng được anh chị thiết kế cho mình có một cái hòn năm bộ khô rất là đẹp. Và với căn nhà mình được thiết kế có thang máy thì cầu thang bộ sẽ được anh chị thiết kế ra phía bên ngoài và cầu thang máy sẽ thiết kế nằm sát với cầu thang bộ để mình di chuyển lên trên lầu rất là thuận tiện. Và với cầu thang căn nhà mình thì được anh chị thiết kế có trọng tải lên đến 500 kg, di chuyển lên đến tận sân thượng thì thuận tiện được khách hàng mua ở và mở văn phòng công ty cũng như kinh doanh buôn bán, mở khách sạn cũng như là đầu tư và cho thuê. Với căn nhà thiết kế rất là đẹp và với bề dài căn nhà mình lên đến 18m, trên đây anh chị trừ một cái sân phía sau lên đến 2m để mình làm sân, cũng như là ở kế bên thì mình sẽ có một cái nhà vệ sinh để phục vụ cho khu vực không gian ở dưới tầng trệt của căn nhà, khu vực không gian phòng khách cũng như khu vực gara để xe của căn nhà. Với căn nhà này thì anh chị thiết kế phòng khách ở dưới tầng trệt phía sau, và với căn phía bên cạnh thì được anh chị thiết kế phòng khách anh chị đưa lên phía bên trên tầng lửng. Và phía sau này sẽ là khu vực không gian phòng bếp. Hai căn nhà thì được anh chị thiết kế hơi khác một chút để gia đình có nhu cầu cũng như là lựa chọn cho mình một trong những căn nhà tùy thuộc vào cái
nhu cầu cũng như sở thích của gia đình. Nếu gia đình mình thích phòng khách ở trên lửng thì mình có thể mua căn bên cạnh, và nếu gia đình có nhu cầu thích phòng bếp ở phía bên trên tầng lửng thì căn nhà này được các chị thiết kế có phòng bếp ở phía bên trên tầng lửng, phía dưới sẽ là không gian phòng khách. Đây là khu vực không gian phòng bếp căn nhà, sẽ có một bộ bàn ăn lên đến 6 ghế được các chị sắm sẵn tặng kèm, có tủ bếp, kệ bếp được làm bằng chất liệu gỗ ăn cường và mặt đá hoa cương. Bên trong thì mình sẽ có bếp điện từ, quạt hút, lavabo rửa chén bát, kệ để chén bát. Và phía sau thì mình cũng có một cái khoảng sân rộng lên đến 2 mét để gió và ánh sáng vào bên trong căn nhà, rất là thoáng và rất là mát. Và chỉ với giá 10 tỷ 800 triệu đồng, còn thương lượng mạnh là Quý Nhà có thể sở hữu ngay cho mình một trong hai căn nhà vừa mới được hoàn thiện xong và nằm trên trục đường Phạm Văn Chiêu thuộc phường 9 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, sát với lại nhà thờ Thạch Đà cũng như là sát với lại trục đường Lê Văn Thọ như là công viên Làng Hoa và chợ đêm Hạnh Thông Tây, nhà thờ Hạnh Thông Tây, với một căn nhà được thiết kế có thang máy rất là đẹp và chỉ với giá 10 tỷ 800 triệu đồng, còn thương lượng là Quý Hàng có thể sở ngay cho mình một trong hai căn nhà đã có sổ hồng riêng, giấy tờ pháp lý rõ ràng. Anh chị mến thương mua bán cũng như công chứng sang tên trong ngày, một cặp nhà được thiết kế na ná giống nhau, chỉ khác nhau mỗi cái là một căn thì được thiết kế phòng bếp lên lửng và một căn thì phòng bếp ở dưới tầng trệt. Và hai căn nhà này thì đều có diện tích giống nhau và đều được các chị đúc kiên cố một trệt một lửng và tới 4 tầng lầu. Và mình có tới 6 phòng ngủ và tới 8 nhà vệ sinh. Trong đó thì anh chị lấy ra một phòng để làm phòng tắm xông hơi có bồn tắm nằm. Thì mình còn lại là 5 phòng ngủ chính. Toàn bộ tất cả các phòng đều được các chị phun nội thất tặng kèm. Và khi Quý Nhà mua căn nhà này thì toàn bộ nội thất bên trong căn nhà sẽ được các chị để lại cũng như là tặng lại hết Quý Nhà. Với cặp nhà nó có hướng là hướng chính bắc, phù hợp với hàng thuộc mệnh ở Đông Tứ Trạch. Một cặp nhà nằm trên một con đường thông, thuận tiện được hàng mua ở và mở văn phòng công ty cũng như kinh doanh buôn bán và đầu tư cho thuê. Với căn nhà thiết kế rất là đẹp. Đây là khu vực không gian phòng ngủ cũng như là nhà vệ sinh, lầu 2 căn nhà, phòng ngủ số 4 của căn nhà. Và tiếp tục thì sẽ di chuyển lên khu vực phía bên trên, khu vực không gian phòng ngủ số 3 và phòng ngủ số 4 căn nhà. Thì căn nhà mình được thiết kế có tới 6 phòng. Thì anh chị thiết kế cho mình có phòng tắm xông hơi ở lầu 2, được các chị đặt ở vị trí giữa căn nhà để gia đình mình có thể có nhu cầu sử dụng phòng tắm xông hơi có bồn tắm nằm thì mình có thể di chuyển từ lầu 1 lên lầu 2 và mình có thể di chuyển từ lầu 3 xuống lầu 2 để mình sử dụng phòng tắm xông hơi rất là thuận tiện. Và với không gian phòng tắm xông hơi thì được các chị thiết kế cho mình có một cái bồn tắm nằm rất là lớn và bên trong mình có phòng xông hơi cũng như là phòng tắm kính và lavabo để rửa tay ở phía bên ngoài và nhà vệ sinh sử dụng rất là thuận tiện. Với cặp nhà nó có hướng là hướng chính bắc, phù hợp với hàng thuộc mệnh ở Đông Tứ Trạch. Thì quý hàng đã xem video hãy đăng ký kênh để Nhà Đất Hoàng Tín luôn cập nhật với hàng những căn nhà mẫu mã mới, giá cả hợp lý và thương lượng trực tiếp chính chủ, đặc biệt là những căn nhà đang được các chị chủ nhà cần tiền giảm giá bán gấp. Và với cặp nhà này thì vừa mới được hoàn thiện xong và chỉ với giá 10 tỷ 800 triệu đồng, còn thương lượng mạnh là Quý Nhà để sở hữu cho mình một cặp nhà nằm trên một con đường thông và đã được các chị thiết kế tặng kèm full nội thất rất là đẹp, được các chị thiết kế có thang máy và thuận tiện đấy hàng mua để ở và đầu tư cũng như là mua cho thuê. Với cặp nhà này là thích hợp để Quý hàng vừa mua để ở và cho thuê phòng cao cấp, phòng trọ cao cấp thì rất là
thuận tiện. Mỗi lầu thì mình sẽ có tới 6 phòng, và nếu như gia đình có nhu cầu thì làm thêm cũng có thể làm được một thêm một hoặc hai phòng nữa. Thì một căn nhà này mình cũng thể sử dụng được thêm tầm cỡ 8 phòng. 8 phòng, và mình sẽ trừ ra một phòng ở phía bên trên sân thượng để mình làm phòng phơi đồ. Và với căn nhà được thiết kế có thang máy lên đến tận sân thượng, cho nên là rất là phù hợp và rất là thuận tiện để quý hàng mua ở và đầu tư như là cho thuê. Một căn nhà được thiết kế rất là đẹp. Đây là khu vực sân thượng căn nhà. Với sân thượng phía trước thì anh chị thiết kế cho mình có một cái bộ bàn ghế, và bên trên cũng được các chị che chắn lập mái rất là kỹ càng. Ở đây là căn phía bên cạnh căn nhà mình, một cặp được thiết kế giống nhau và chỉ khác nhau một chút ở cách trang trí bên trong. Và một căn thì được các chị thiết kế phòng bếp lên lửng, và một căn thì được các chị thiết kế phòng bếp ở dưới tầng trệt. Với hai căn nhà được thiết kế na ná nhau và chỉ khác nhau có một chút về cách bố trí cũng như trang trí thôi. Cho nên quý hàng cảm thấy một trong hai căn nhà này phù hợp với gia đình mình, chúng ta liên hệ về theo số điện thoại đã thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tín Hoàng đi xem. Một cặp nhà nằm ngay trục đường Phạm Văn Chiêu thuộc phường 9 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, ngay sát với trục đường Lê Văn Thọ. Và mình có thể di chuyển từ trục đường Lê Văn Thọ vào căn nhà của mình cũng như là trục đường Nguyễn Văn Khối cây châm cũ vào căn nhà của mình thì thuận tiện hơn và dễ dàng hơn, nói chung là gần hơn. Rồi, video nhà đất Hoàng Tín đến đây xin được kết thúc. Hẹn lại quý nhà trong những video tiếp theo.